Chúa hay rằng kinh người, rằng kinh người quyền năng vinh quang xưng vơi cao dân thân người, hay mang lễ phụng thân để thờ lạy Chúa. Chúa sẽ chung phúc cho dân người trong cơn tai bình. Và này đây tiếng Chúa đã âm vang rồi từ trên sông nước, tiếng Chúa phán trong uy quyền, chính người đã ngự đến thật là oai linh. Chúa sẽ chung phúc cho dân người trong cơn tai bình. Người làm cho sấm sét nổ đàn thân đài, và hết mọi người đều kêu lên tôn vinh Chúa trên thủy triều.